Thưa quý vị, Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện cải cách hành chính gắn với công tác văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng quận giai đoạn 2020-2023, triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025. Giai đoạn 2020-2023, quận Cẩm Lệ đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, hạ tầng công nghệ thông tin được bổ sung, nâng cấp, triển khai tốt các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, công tác văn thư, lưu trữ và đảm bảo bí mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước được chú trọng. Trong giai đoạn 2023-2025, quận ủy Cẩm Lệ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính có trọng tâm trọng điểm, tổ chức thí điểm mô hình văn phòng không giấy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục quan tâm chú trọng công tác văn thư lưu trữ.